bây giờ nhờ trường với em cái gì cũng tốt, trẻ ra nữa cô. Nhìn ba rất là trẻ mà nhìn mình nhìn giống như là cái thần sắc tươi tắn, không có như ngày xưa là tại vì qua cái cơn hổ cũng mệt á, nên thần sắc của ba xuống kỳ này là ai nhìn cũng khen. Bác sĩ nói là nhờ công của bác sĩ tiêm đem tới cái sức khỏe cho ba, thì tại vì bác sĩ đó cũng thương ba lắm, thì bác sĩ rất là khen, nhưng mà bác sĩ đâu có biết là mình ở nhà mình trường ra mấy tháng nay, cứ 6 tháng là đến gặp bác sĩ một lần, nhưng mà bao nhiêu lâu nay bác sĩ đâu nói gì về cái trường hợp này đâu, mà hôm nay sau khi trường ra bác sĩ gặp mặt ba là bác sĩ ôm hôn nó, ôi cho hôm nay nhìn bác khỏe quá. Và bác sĩ người Thái chứ không phải là người Việt, người ta rất là quan tâm khi mà mình có một cái biểu hiện thay đổi trên cơ thể là người ta nhận biết được cái ba chùm gan đều không. Từ ngày em đi học thầy Châu, cái ngày đầu tiên em có viên đá là ba em chùm, đến hôm nay là gần 3 tháng.